Chào cả nhà nha, ngày hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ với cả nhà cái món bì gói như thế này nè cả nhà. Bì mình trộn xong thì mình sẽ gói vào trong cái lá chuối giống như là cái chiếc nem vậy đó cả nhà. Và nó dẻ chặt lại thì ăn rất là ngon, mình có thể dùng chung với bánh mì hoặc với bún đều được. Thì món này làm cũng rất là đơn giản cả nhà. Và bây giờ Cơm Quê Miền Tây mời cả nhà cùng vào bếp để mà mình làm cái món bì này nha. Ngày hôm nay thì Hạnh chuẩn bị ở đây là 1,7 kg cái phần da nè cả nhà, và 1,3 kg thịt, và tổng cái lượng thịt và da của Hạnh là 3 kg ha. Nếu như mà mình thích ăn da nhiều thì mình có thể tăng da lên, nói chung là tùy thích mình. Sao mà mình cộng lại cái khối lượng thịt và da của mình là 3 kg thì mình sẽ làm với cái công thức này được cả nhà. Bì mà nếu mà mình dùng da nhiều thì thành phẩm cho ra thì cái sợi bì của mình nó sẽ, cái gói bì của mình nó sẽ dai, có cái độ dai nhiều. Còn nếu như mà mình dùng thịt nhiều thì nó sẽ ăn nó sẽ ngọt thịt hơn, là có cái độ xốp cho bì hơn, dễ ăn hơn. Nói chung là tùy thích thôi. Còn nếu như mình kinh doanh thì mình cứ tăng cái lượng da lên, mình giảm cái lượng thịt lại. Cái da của Hạnh ngày hôm nay thì Hạnh dùng là cái phần mũi heo và cái phần tai heo, thì nó sẽ lẫn một ít mỡ như thế này nè cả nhà. Còn nếu như mà mình dùng cái da heo thì mình nhớ là mình sẽ mua cái da lưng về, rồi mình cũng cạo rửa thật là sạch sẽ ha, ngâm với rửa với ít muối và chanh, rồi mình sẽ lạng bỏ cái phần mỡ và dính ở bên trong da nếu có, lạng thật là sạch mỡ luôn. Rồi mình sẽ cái da đó đó mình sẽ sắc mỏng. Còn ở đây thì Hạnh dùng tai và mũi cho nên là chỉ sắc theo cái khổ của tai và mũi thôi chứ không thể nào nhỏ hơn nữa. Cái phần này thì Hạnh đã sắc sẵn rồi để cho nó tiết kiệm thời gian. Rồi các cái nguyên liệu đi kèm thì cũng đơn giản lắm cả nhà. Mình chỉ cần thêm hạt nêm, muối, đường, bột ngọt, một xíu xíu nước mắm ngon cho nó thơm, cho nó dậy mùi. Rồi thêm một ít ớt xiêm xanh để mà mình cho vào trong cái gói bì nếu như mà mình thích ăn cay cả nhà. Ớt xiêm hay còn gọi là ớt hiểm, ở chỗ của Hạnh thì gọi là ớt hiểm ha. Còn nếu như mình không có thì mình dùng loại ớt nào cũng được. Nếu mà ớt trái to thì mình sẽ sắc lát mỏng ra. Và mình cũng có thêm tỏi để lát nữa mình vừa xào cái phần bì của mình nè, rồi mình vừa sắc lát mỏng để mà mình cho vô trong cái gói bì luôn. Mình lựa cái củ tỏi có cái tép to một tí để cho mình sắc ra cái lát tỏi cho nó đẹp cả nhà. Và cái nguyên liệu quan trọng không thể thiếu cho cái món bì đó chính là thính gạo. Thính gạo thì mình có thể mua cũng được, mà ở đây thì Hạnh rang gạo ở nhà, rồi lát nữa mình đi xay mình tự làm luôn ha, cho cái thính gạo của mình nó thơm ngon nhất luôn. Tại vì nhiều khi mình mua mà nó bị cũ quá thì nó cũng bớt cái độ thơm á cả nhà. Cái này là Hạnh dùng 350 g gạo và đã rang cho nó vàng như thế này rồi. Chút xíu nữa thì mình sẽ đi xay cho nó nhuyễn ra. Thịt này nè cả nhà thì mình có thể rim hoặc là hơi khìa. Khìa sơ sơ cả nhà, mình đừng có khìa đậm gia vị quá ha, mình khìa sơ sơ thôi cũng được. Còn ở đây thì Hạnh chỉ luộc qua thôi cả nhà. Thịt nạc này thì mình sẽ mua cái nạc dừa, nếu mà được thì mình mua cái nạc dừa thì nó sẽ có cái độ mềm ngọt ngon nhất luôn. Còn nếu như mình không mua được nạc dừa thì mình mua nạc dăm, nạc vai gì cũng được cả nhà. Ở đây thì Hạnh đã luộc chín rồi, một lát nữa chờ cho nó hơi nguội bớt thì Hạnh sẽ xắt sợi nha. Thì mình cũng cần có một ít lá chuối cả nhà để mà mình đi gói bì. Lá chuối thì mình có thể rọc vô, nếu như mình có nắng thì mình sẽ phơi nắng cho cái lá của mình nó héo, nó dễ gói ha. Còn nếu như mình không có phơi nắng thì mình có thể trụng qua nước sôi nè, cho vào trong lò vi sóng nè. Nói chung là làm sao cho nó héo, nó dẻo để mà mình gói cho nó dễ, nó không bị gãy lá nha. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần gạo đã rang vàng rồi vào trong cái cối để mà mình xay nhuyễn cho nó thành thính. Mình sẽ xay cho cái phần thính của mình nó nhuyễn như thế này nè cả nhà. Và để kỹ hơn thì mình sẽ lọc qua đây ha, tại vì nó sẽ có một số cái hạt gạo mà nó bị xót lại, nó chưa có được xay nhuyễn đó cả nhà. Thì mình rây để mà mình lấy lại những cái hạt gạo đó mình xay tiếp nha. Đó, như cả nhà thấy không, nó không có hết được. Rồi mình cứ tiếp tục xay cho nó hết cái lượng gạo rang của mình nha cả nhà. Xay xong rồi đó cả nhà. Thì mình sẽ thu được cái phần thính nó nhuyễn như thế này nè. Màu rất là đẹp và mùi rất là thơm luôn đó cả nhà. Hồi nãy Hạnh quên chia sẻ với cả nhà là mình cái nguyên liệu của mình á thì sẽ cần có thêm một ít tiêu xay nè và thêm tiêu hạt nữa để mà mình trộn vô trong cái phần bì của mình cho nó thơm nha cả nhà. Nếu như mà mình nhà có trẻ nhỏ mình không thích ăn cay thì mình có thể bỏ qua cái phần tiêu hạt cũng được.
Bây giờ thì Hạnh sẽ đi lột tỏi nè và lặt cái cuống ớt bỏ đi. Phần tỏi sau khi lột xong thì mình sẽ chọn những cái thép tỏi to này cả nhà, để mà mình đi sắt lát cả nhà. Còn những cái tỏi tỏi mà nhỏ nhỏ xấu xấu thì mình sẽ đi băm nhuyễn để mà mình xào cái phần bì của mình đó. Phần tỏi Hạnh đã băm nhuyễn rồi nè cả nhà. Rồi cái phần củ to thì Hạnh cũng đã sắt lát mỏng như thế này rồi. Thịt thì Hạnh cũng đã sắt sợi nhỏ như thế này rồi cả nhà. Mình sắt cái sợi nhuyễn giống như là mình ăn cái phần mà bì trong cơm tấm vậy đó cả nhà ha. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn cái phần thịt và da cho nó thấm gia vị nè. Với 3 ký thịt thì Hạnh sẽ cho vào trong thau 200g đường cả nhà, 30g bột ngọt, 30g hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh nước mắm ngon. Mình cho nước mắm ngon vào trong này để cho cái phần bì của mình nó thơm và nó dậy mùi hơn cả nhà. Rồi mình sẽ cho thêm vào trong này là khoảng chừng 2 muỗng cà phê tiêu xay ha. Muỗng canh hành tỏi phi. Rồi mình sẽ cho vào trong này là khoảng chừng 3 muỗng canh thính gạo. Mình cho trước 3 muỗng canh thôi. Phần còn lại á, thì một lát nữa sau khi mà mình xào cái phần thính của mình ở trên bếp xong rồi thì mình sẽ cho xào cả nhà nha. Và bây giờ thì mình sẽ trộn cho cái gia vị này nó đều lên. Rồi mình sẽ từ từ mình cho cái phần da và cái phần thịt của mình vô để mà mình trộn. Mình cho một lớp da, một lớp thịt, rồi một lớp da, rồi một lớp thịt cho nó đều, nó dễ trộn hơn cả nhà. Cái bì ngày hôm nay Hạnh làm thì rất là chất lượng luôn đó, tại vì cái lượng thịt rất là nhiều. Xong rồi thì mình sẽ đeo bao tay vô và mình trộn cho cái phần bì thịt của mình nó thấm gia vị và nó tan gia vị nha cả nhà. Trộn cho đều lên rồi thì mình có thể để cái phần thịt của mình ở đây ha. Rồi mình đậy nắp lại để cho cái phần gia vị nó ngấm cũng như là nó tan. Khoảng chừng 15-20 phút sau thì mình sẽ quay trở lại mình đi xào nha cả nhà. Cái phần bì và thịt nãy giờ Hạnh ướp được 15 phút rồi cả nhà. Bây giờ thì Hạnh sẽ mang đi xào ha. Cái lượng thịt nó nhiều cho nên là Hạnh sẽ dùng một cái chảo thật là lớn để mà mình dễ trộn. Hạnh sẽ cho dùng một muỗng canh dầu ăn thôi cả nhà, tại vì một lát nữa thì cái phần da của mình đó nó sẽ tiết ra mỡ nữa, cho nên là không có cho nhiều dầu cả nhà nha. Rồi cho 2 muỗng canh tỏi băm vào mình phi cho nó thơm lên. Tỏi nó vàng rồi thì mình sẽ cho cái phần bì mà mình đã ướp vào. Mình sẽ xào cái phần bì của mình ở trên lửa lớn nhất cả nhà, để cho cái bì của mình nó thấm gia vị và cũng như là nó khô ráo á. Nếu như mà nhà mình không có cái chảo to thì mình có thể chia ra làm 2 đến 3 lần xào ha. Trong khi xào như vậy nè cả nhà thì mình có thể nếm thử ha. Mình ăn thử một miếng xem là cái gia vị nó vừa với khẩu vị ăn của gia đình mình hay chưa. Cái món này thì nó sẽ có cái vị hơi ngọt một tí á cả nhà. Hoặc là mình cứ gia giảm cái gia vị tùy theo cái khẩu vị ăn của gia đình mình ha. Riêng như của gia đình Hạnh á thì Hạnh thử là Hạnh thấy cái gia vị Hạnh ướp ban đầu là nó vừa luôn rồi, Hạnh không có điều chỉnh nữa nha. Mình xào ở trên chảo khoảng chừng 10 phút cả nhà và mình thấy gia vị nó tan hết rồi nè, cũng như là cái phần bì của mình nó nóng lên ha. Rồi mình nhìn ở dưới cái đáy chảo á, nó cạn nước như thế này nè cả nhà, nó không có còn nước hay dầu gì nữa hết á. Thì mình tắt bếp được rồi cả nhà nha.
Xong rồi thì mình sẽ để ở đây cho cái phần bì của mình đó, nó bay hơi đi một tí ha, cho nó dịu nóng đi một tí, rồi mình sẽ tiếp tục. Cái phần thính hồi đầu Hạnh xay đó cả nhà thì nó hơi quá nhuyễn á, và nó cũng hơi ít đó, cho nên là Hạnh đã rang thêm 100g gạo nữa nè. Rồi Hạnh xay nhuyễn luôn, nhưng mà cái đợt này thì mình xay không có nhuyễn giống như bột nha. Và mình xay cho nó còn hơi cái kiểu như là hạt cát vậy đó cả nhà. Nè, để khi mà mình trộn vào trong cái phần bì của mình đó thì cái phần bì của mình nó sẽ thơm và ăn nó rõ cái vị thính hơn nha cả nhà. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho vào trong cái phần bì của mình đã nguội rồi nè cả nhà. Thì mình sẽ cho thêm thính vô ha. Mình sẽ cho từ 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 từng đợt từng ít một á, và mình trộn đều lên rồi mình hẳn cho tiếp. Rồi mình cũng cho cái thêm cái phần tiêu xay vô luôn. Và cái phần tiêu hạt mình cũng cho vô luôn cả nhà. Cái phần tiêu hạt thì mình nhớ là mình sẽ rang cho nó vàng giòn lên cho nó thơm lên rồi mình hẳn cho vô ha cả nhà. Thì như vậy thì nó sẽ ngon hơn là so với cái tiêu mà mình không rang. Cái phần tiêu hạt cho vô trong này thì tùy thích gia đình mình, thích nhiều thì mình cho nhiều, thích ít thì mình cho ít cả nhà nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên cho cái phần bì này nè, nó áo đều cái phần thính ha. Rồi mình trộn sơ lên cái rồi mình lại tiếp tục cho thêm thính nữa nè. Mình cứ cho từ từ từng đợt như vậy đó thì mình trộn nó sẽ dễ đều hơn. Mình cho thính vô mình trộn á, mình thấy là cái sợi bì á với lại cái sợi thịt của mình nó áo đều cái phần thính như vậy nè cả nhà là được rồi. Ở đây thì Hạnh còn lại bao nhiêu đây nè, vậy là cũng như là mình xài 350g đó cả nhà, còn 100g xay sao thì mình chưa có xài tới nè. Hạnh bỏ cái nhuyễn lại ha, mình xài cái to rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi gói bì nè. Bây giờ thì Hạnh sẽ chia sẻ với cả nhà về cái cách gói bì đó cả nhà. Thì để cho nó dễ gói á, và cho nó dễ chặt với lại cái chiếc bì của mình nó vuông vắn á, thì mình sẽ cho bì vào trong cái túi ni lông như thế này nè cả nhà. Ở đây thì Hạnh sẽ gói một cái chiếc bì là 100g bì. Thì Hạnh sẽ dùng cái túi này là cái túi 814 ha. Mình đi ra chỗ bán túi ni lông này, mình nói với người ta là bán cho mình cái túi 814 thì người ta sẽ bán cái túi đúng như vậy nha cả nhà. Thì mình khi một chiếc bì thì Hạnh sẽ cần một cái túi ni lông này và hai cái miếng lá nhỏ. Hai cái miếng lá nhỏ này nó có cái chiều ngang là 5cm cả nhà ha. Còn cái chiều dài thì mình cứ cho nó theo cái chiều dài của lá. Rồi cái miếng lá ở bên ngoài này thì nó là 9cm cả nhà. Cái miếng lá bên ngoài này là từ 9 tới 10cm bề ngang này. Chiều dài này thì cũng theo chiều dài của lá luôn. Rồi bây giờ thì Hạnh sẽ đi gói cho cả nhà xem ha. Và ở đây thì Hạnh sẽ cột bằng dây ni lông này. Ở đây thì Hạnh có cái chiếc bì 100g Hạnh đã cho vô trong túi rồi nè. Khi mà mình cho bì vào trong túi đó cả nhà, mình cho bì vào trong túi thì mình sẽ nhận nó xuống như thế này nè cả nhà. Mình sẽ siết chặt cái miệng túi như thế này nè. Mình nhận nó xuống để cho cái bì của mình nó được vuông ha cả nhà ha. Đó, mình cho nó vuông như thế này rồi thì mình sẽ bẻ cái miệng túi xuống như thế này. Rồi mình sẽ đặt một cái miếng lá nhỏ ra cho cái mặt lá nó ra bên phía xuống phía dưới ha, còn cái mặt trái của lá thì nó lật lên trên nè. Rồi mình quấn như thế này đó, mình cứ đặt cái chiếc bì của mình xuống cái sàn hay là cái mâm gì đó cả nhà. Rồi mình quấn một chiều như thế này ha. Rồi tới một cái miếng lá nhỏ tiếp theo nữa, mình sẽ quấn theo cái chiều còn lại như thế này. Lá trước khi mà mình gói bì thì mình nhớ là mình sẽ làm cho lá nó dẻo ha, bằng cách là phơi nắng nè, hoặc trụng nước sôi, hoặc là mình sẽ cho vào trong lò vi sóng. Rồi bây giờ mình sẽ xong hết hai cái lá nhỏ rồi, mình sẽ tới cái lá lớn này ha. Thì mình cũng để cái mặt xanh nó xuống phía dưới luôn. Rồi mình sẽ quấn như thế này đó, mình quấn theo cái chiều dài của lá. Xong rồi thì mình sẽ cầm lên rồi mình gấp hai cái đường này vô ha. Rồi mình gấp vô đó, rất là dễ luôn cả nhà. Tương tự mặt ở bên này thì cũng vậy luôn, mình cũng bẻ vô luôn ha. Cái lá mà giòn á thì nó sẽ dễ bị gãy á.
cho nên là mình phải làm cho cái lá nó dẻo. Xong rồi đó, mình có một cái chiếc bì nó vuông vắn rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cột dây, mình sẽ giữ một đầu ở đây ha, rồi cái đầu này mình sẽ cho nó có cái chữ thập như thế này nè, rồi mình xiết ha cả nhà, mình xiết cho nó chặt nha, rồi mình vòng lên đây ha, rồi mình xiết thêm một vòng nữa cho nó hết các cạnh luôn cả nhà đó. Rồi bây giờ mình sẽ cột nha. Chiếc bì của mình bây giờ nó vuông vắn rồi đó, rồi mình cột, mình chỉ cần cột xiết lại là được rồi cả nhà. Mình cột thì mình sẽ khóa dây hay bằng cách là mình sẽ lòn á, mình sẽ lòn cái dây này nè xuống dưới một cái dây ở phía dưới này để cho mình khóa cái dây lại thì mình cột nó mới chắc được á cả nhà. Dây hồi nãy mình siết chặt á thì bây giờ mình lòn nó hơi khó một tí nè, nhưng mà mình làm vậy á, mình có cái bước mà khóa dây như vậy thì nó mới chắc cái chiếc bì của mình được ha. Rồi mình chừa cái đầu dây này nè cho nó dài một tí ha, để một lát nữa thì mình sẽ cột những cái chiếc bì chung lại với nhau á cho nó thành một chùm cho nó đẹp đó cả nhà. Bây giờ thì mình được một chiếc bì rồi nè, vuông vắn cả nhà thấy không, rất là đẹp ha. Bì Hạnh gói xong hết rồi nè cả nhà. Thì hồi đầu Hạnh chia sẻ với cả nhà là Hạnh gói một chiếc bì 75g, nhưng mà sau đó thì Hạnh chỉ gói 3 chiếc 75g thôi cả nhà, còn lại thì Hạnh gói một chiếc 100g nè, để cho nó to, nó vuông, nó đẹp đó cả nhà. Thì trong lúc mà mình gói bì á, thì mình cứ nắng cho cái chiếc bì nó vuông thật là vuông trước khi gói, thì khi mà mình gói xong thì chiếc bì nó sẽ vuông đẹp nha cả nhà. Ở đây thì Hạnh, nhà Hạnh tới 2 người gói lận, cho nên là nó có 2 kiểu. Một cái thì nó dẹp, nó hơi dẹp cả nhà, nó vuông nhưng mà nó dẹp ha. Thì những bản nó sẽ to hơn là cái chiếc bì mà nó vuông vứt luôn như thế này. Thì ở đây Hạnh gói được tổng cộng là 3 chiếc bì 75g và 31 chiếc bì 100g. Thì 3 kg bì và thịt đó, khi mà mình cho gia vị tỏi ớt này kia vô nữa thì nó sẽ nhỉnh lên một tí thôi. Như vậy đó cả nhà. Mà bì này sau khi mà gói xong á thì mình sẽ để từ 8 tiếng tới 1 ngày á, để cho cái bì á, nó dẻ, nó kết dính lại với nhau thì mình ăn nó mới ngon. Thì Hạnh sẽ để ở đây, ngày mai Hạnh sẽ quay lại và mở bì ra chia sẻ thành phẩm với cả nhà nha. Bì Hạnh đã để qua một đêm rồi cả nhà, và mình nhớ là để qua một đêm thì mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Bây giờ thì Hạnh sẽ cắt chiếc bì ra cho cả nhà xem ở bên trong ha. Hôm nay thì nhà Hạnh sẽ mở cái bì này ra rồi ăn sáng chung với bì này luôn, và sẽ ăn chung với bánh mì đó cả nhà. Mình có thể ăn chung với bánh mì nè, hoặc là bún, hoặc là mình có thể làm mồi nhắm đó cả nhà. Mình sắc ra rồi ăn với lại uống bia cũng được, cũng rất là ngon. Như cả nhà thấy nè, do là có lúc mà mình gói đó thì mình cố gắng là mình làm cho cái gói bì của mình nó thật là dẻ, thật là chặt luôn. Cho nên là khi mà cắt ra nè cả nhà, chiếc bì nó rất là dẻ luôn ha. Và 100g thịt mà mình dẻ lại cho nên là nhìn nó rất là gọn luôn. Thì khi mà mình mở bì ra rồi đó cả nhà, thì mình có thể bóp cho nó tơi ra lại cũng được, hoặc là mình sẽ để cho nó dẻ chặt như thế này. Nếu như mình thích ăn cái dạng dẻ chặt ha, thì mình sẽ để dẻ như thế này, rồi mình cắt ra từng lát mình ăn cũng được cả nhà. Có thêm một chiếc bì nữa nè cả nhà. Thì chiếc bì này nè, nó nằm gọn lõn vuông vức ở trong cái bao luôn, rất là dễ luôn. Thì bây giờ thì mình Hạnh sẽ bóp nó ra ha. Bây giờ thì Hạnh sẽ ăn thử ha, xem cái gia vị nó như thế nào. Bì nó cũng vừa ăn lắm cả nhà. Cái này nếu như mình ăn không á thì sẽ rất là vừa ăn luôn. Còn nếu như mình ăn thêm bún, thêm bánh mì thì dĩ nhiên là mình phải chan thêm cái phần nước mắm đó cả nhà. Ngày hôm nay thì Hạnh có chuẩn bị thêm cái chén nước mắm kẹo nè. Nước mắm kẹo thật là kẹo luôn cả nhà, để mà mình ăn chung với bánh mì bì ha.
Cái bì á cả nhà, nó dai giòn sọt sọt luôn và rất là thơm thính luôn á, cái phần thính mình trộn vào á. Thơm ơi là thơm. Thì hãy sẽ cho bì vào trong bánh mì cả nhà. Mình chuẩn bị thêm dưa leo ha. Nếu mình có dưa chua thì mình cho dưa chua vô. Ở nhà Hạnh hôm nay chỉ có dưa leo thôi cả nhà. Ngọ cũng hết luôn rồi. Bây giờ sẽ ăn theo kiểu là có gì dùng nấy. Mình sẽ cho cái phần bì này vô. Bì này mình có thể bóp nhỏ ra giống như của Hạnh như vậy nè. Hoặc là mình có thể sắc lát cũng được cả nhà. Sắc lát xong rồi mình sắc lại con giống như là cỡ như cái ngón tay cũng được. Mình sắc giống như cái miếng chả vậy đó cả nhà cũng được ha. Thì khi mà mình bóp nó dẻ thì thấy nó ít vậy đấy cả nhà, nhưng mà khi mà mình bóp nó ra nè, cả nhà thấy không, một chiếc bì có thể dồn được từ 2 tới 3 ổ bánh mì luôn. Mình thích ớt thì mình cho thêm ớt vô, cay cay ăn nó sẽ ngon hơn đó cả nhà. Phần tiêu hột nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ chan cái phần nước mắm kẹo vô trong cái chén, vô trong cái ổ bánh mì của mình nha. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món bì gói rồi đó cả nhà. Thì hy vọng là với cái món ăn này cả nhà có thể có thêm một món nữa cho cái thực đơn của gia đình mình ha. Mình làm cái món này mình có thể ăn nè, biếu tặng hay là thậm chí là kinh doanh luôn cũng được cả nhà. Hạnh thấy là cũng dễ làm lắm. Và Hạnh chúc cho cả nhà thành công nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video nè. Và mong được cả nhà tiếp tục ủng hộ bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giới thiệu kênh đến người thân bạn bè. Để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ngon lạ hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Hạnh xin kính chúc cho cả gia đình mình ai cũng khỏe mạnh, bình an nè. Nhưng mà vượt qua đại dịch nè, mọi người nhớ thực hiện những cái nguyên tắc 5K và chỉ thị nơi địa phương mình sinh sống, cũng như là giữ gìn sức khỏe để cùng chúng ta góp sức với nhà nước mau chóng đẩy lùi dịch bệnh để trở lại với cuộc sống bình thường. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà và chúc cả nhà lúc nào cũng khỏe mạnh, bình an. Hẹn gặp lại cả nhà những video sau.